Đoàn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Vùng 2 Hải quân vừa có buổi làm việc với Đảng ủy Lữ đoàn 167 về lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng năm 2022. Sau khi nghe Ban Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn 167 báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát xử lý kỷ luật năm 2022, Đoàn Kiểm tra Đảng ủy Vùng 2 Hải quân đã kiểm tra trực tiếp các văn bản hồ sơ theo quy định. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá, Đảng ủy Lữ đoàn 167 đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định, duy trì tốt nề nếp, chế độ và thực hiện đúng quy trình kiểm tra, giám sát, lưu trữ, sắp xếp hồ sơ, văn bản. Đoàn cũng đề nghị Đảng ủy Lữ đoàn tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật, làm tốt công tác giáo dục, thuyết phục, động viên bộ đội, chú trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ, cấp ủy viên, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.